món ngon bùng vị. Phải quá. Được. Tiếp. Không được. Anh có lên. Quá trình bơi, việc hiệp đồng giữa các số trong tổ còn chưa thực sự tốt. Lực lượng chiến sĩ mới tập trung. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi vừa mất xong. Ngôi giang là ngôi tưới có mây sông. Về quan thầy quân đoàn hai. Thưa vào bộ đội năm 2 cân, bây giờ 64 cân. Có cơ bắp không? Có, 6 múi á. 6 múi. Trời. Một, hai, ba, bốn. Đồng chí tập trung. Vãi là gì? Là ăn liên tục mà ăn không ngừng nghỉ nó. Cân này rất cân 2 cân 3. Tự nhiên lên đi. Ăn một cái tiệc đêm. Em ăn mà em thấy vui luôn á, thật sự. Và về bản lĩnh tâm lý là còn chưa tốt, các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí khác. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rồi tay, tay phải trước, 2, 3. Canh gác khu vực vườn thuốc nam. Có tình huống gì, các ông chí kịp thời xử lý. Đi khỏi nhanh. Đứng lại! Bỏ xuống! Em à! Tường lớn chín xu, vạn món ngon bùng vị! Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới, hân hạnh tài trợ chương trình này.